một cái sự khác biệt rất là lớn, mà trên những cái chiếc loa hàng chục tỷ đồng luôn chẳng hạn cũng không có cái thiết bị này, cũng không có cái tính năng này. Đây các bác có nhớ là những ngày xưa anh chị thoải mái cơm trưa được thứ sau giờ làm việc thì mình bật đài lên mình nghe, mình dò đài nghe tin tức vào buổi ngày hôm nay ngày mai hay gì đó, thời dự báo thời tiết luôn. Thì đối với một con chiếc đài FM như thế này đó, nó sẽ bắt sóng tần số rất là ổn định nha. Nghe người ta kể chuyện nghe ở trên đây bằng cái chiếc loa đài FM nghe cũng đã là nó tình cảm hơn, nghe cảm xúc hơn rất chi là nhiều luôn. Đây thì khác hẳn là so với lại những con loa khác thì đây là chất lượng của nó đây. Huấn luyện viên Xavi tiết lộ bí quyết giúp Barcelona đánh bại Paris Saint-Germain. Thưa quý vị, theo ghi nhận, huấn luyện viên Xavi đã ca ngợi những nỗ lực của các học trò để làm nên chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 của Barcelona trước Paris. Đó thì theo như anh chị thấy đó, thì Barcelona thì theo cái huấn luyện viên Xavi đó, thì cũng đã làm gì cho Barcelona rồi. Đó thì nghe tin tức vào thể thao về cuộc sống hàng ngày, an toàn giao thông gì đó rất là nhiều. Đó chứ nếu mà là các bác số là 3-2 điều chỉnh tần số ngay trên đây luôn. Làm gì thì làm, chứ còn ở nhà đi. Đây. Em nghĩ rằng để đạt được ước mơ nó không thực sự là dễ dàng. Thoại nghi ngày hôm nay đã khác. Ô bắt sóng rất là ổn định luôn đối với cái cần anh ta như thế này. Đó, mình có thể nghe được tất cả các câu chuyện ở trên đây luôn. Đó, về thể thao, về cuộc sống thường ngày, về an toàn giao thông, về tình yêu hay là về cái gì đó. Chỉ với một chiếc đài này thôi. Và hiện đại hơn chút xíu nữa thì nó có thể là kết nối vào Bluetooth để có thể là cho các bác có thể là tích hợp nhạc vào đây mình nghe luôn cũng được nữa. Ngoài ra thì các bác còn có thể là sử dụng con này vào những buổi tối, buổi trưa gì đó, nó rất thích hợp dành cho các bác nào lứa tuổi trung niên tầm khoảng gọi là 40-50 gì đó, mình thích nghe những con đài này hơn, hoặc là mình nghe nhạc ở trên điện thoại nó quá là bình thường rồi. Đây, một chiếc đài mới về luôn, mang tên là NS6606BT. Đây, nó cũng rất là nhỏ gọn, có thể tích hợp luôn cho mình gắn vào USB thẻ nhớ, hoặc là có thể cắm kết nối vào TV luôn, nó máy vi tính luôn cũng được ha. Đây, một chiếc đài FM rất là hoài niệm luôn, nghe được tất cả các tần số nha, nghe được tất cả các tần số về các thông tin chi tiết về các mọi mặt về cuộc sống đời thường của chúng ta đó. Như vậy đó, một con đài này em cũng không biết nói gì hơn nữa. Các bác nào thích nghe đài FM thì nên sử dụng cái món hàng này nha. Cảm ơn các bác rất nhiều.